Hello, xin chào anh em đã quay trở lại kênh Anime China. Trong tập 49 phần 5 của Tinh Thần Biến, Tần Vũ đã dùng huyền hoàng chi khí trong tàn tuyết thương 300. Huyết hài nữ vương đã bay về phía sau nó luôn phóng lợn của mình. Phóng lợn lập tức được phục hồi, còn Tần Vũ vẫn bình thường. Chuyển sang tập 50 phần 5 của Tinh Thần Biến, huyết hài nữ trình bày mình có cơ thể bất tử chi thân. Do bản thể cô chính là sinh linh biến dị huyết hài, tu luyện rất lâu mới có thể trở thành thần vương. Tần Vũ đã cho ra bản thể phân thân Tần Vũ. Hắn đánh cược với huyết hải nữ vương, thử solo với phân thân Tần Vũ xem ai cứng hơn. Vì vậy huyết hải nữ vương lao vào đánh cận chiến với phân thân Tần Vũ, khiến huyết hải nữ vương bị đứt cơ thể, nhưng cô vẫn trở lại bình thường. Còn Tần Vũ phân thân bị đánh tan, sau đó dung hợp thành Tần Vũ phân thân mới. Tần Vũ cho Tần Vũ phân thân biến mất vào trong cơ thể mình. Hắn xem huyết hải nữ vương có đánh thật sự sử dụng thời gian tinh chỉ. Tần Vũ tay cầm tàn tuyết thương, huyết hải nữ vương đã sử dụng thời gian tinh chỉ, khiến mọi thứ xung quanh đứng im. Cô nói chuyện với Tần Vũ mà bỏ chạy trốn, thì người mê vụ thành sẽ bị giết hết. Tần Vũ đã dùng không gian lực cho lấy huyết hải nữ vương. Tần Vũ cầm tàn tuyết thương phá nát thời gian tinh trí, xung quanh cử động như bình thường. Điều này khiến huyết hải nữ vương thắc mắc lần trước cô mới bắt Tần Vũ. Tần Vũ không mạnh như hiện tại, hầu phí phiên cho Tần Vũ, hầu phí trêu huyết hải nữ vương ban đầu mạnh mồm lắm. Huyết hải nữ vương mặc dù đang bị trói không thể cử động, cô vẫn không đồng ý gả Tử Hà và Hồng Vân cho hầu phí. Hầu phí chỉ bởi huyết hải nữ vương là con đàn bà nhuộm tóc đó, nhưng huyết hải nữ vương cho biết cơ thể cô chính là huyết hải của biển cá, cô có thể chạy thoát của Tần Vũ, sau đó sẽ tiêu diệt mê vụ thành. Nhưng Tần Vũ không quan tâm, do hắn có thể mang người mê vụ thành vào vũ trụ của mình. Tuy nhiên hai người huyết hải nữ vương và Tần Vũ muốn bàn kế hoạch hợp tác. Tần Vũ đưa hầu phí Tử Hà Hồng Vân vào Tử Huyền Phủ. Huyết hải nữ vương đề nghị Tần Vũ đưa cô một cây hồng mông linh bảo cấp 1, cô sẽ tha cho hai người Tử Hà và Hồng Vân. Do huyết hải nữ vương đang khống chế sinh tử của hai người đó, thì trong đầu huyết hải nữ vương có một người truyền tin, nên hắn tha cho hầu phí Tử Hà và Hồng Vân, nên huyết hải nữ vương đã biến mất. Sau đó Tần Vũ di chuyển trở về Tử Huyền Phủ Mê Vụ Thành. Hầu phí cảm ơn Tần Vũ đã cứu họ, còn hai người Hồng Vân và Tử Hà dĩ nhiên đang rất vui khi họ không còn bị huyết hải nữ vương khống chế nữa. Tần Vũ rời đi để ba người hầu phí nói chuyện. Hầu phí chỉ muốn ở cùng với Tử Hà, nên Hồng Vân chào hai người hầu phí và Tử Hà ở lại Tử Huyền Phủ. Cô sẽ dọn ra bên ngoài Mê Vụ Thành sinh sống. Hầu phí thấy Hồng Vân đi, hắn đã rơi một giọt nước mắt. Trải qua một thời gian, Khương Lập càng ngày càng đến ngày sinh. Tần Vũ, Khương Lan, Tả Thu Lâm, Dịch Phong đang ngồi ở một gốc cây. Họ đang nói chuyện ở Thiên Tôn Sơn. Tu La Thần Vương La Phàm đã giết chết 8 thần vương, mà 8 thần vương đó đều là thế lực của thần giới, chứ không phải là thần vương của phi thăng giả. Sau đó Tần Vũ có kể sơ qua về huyết hải nữ vương, chính là siêu cấp thần vương từng va chạm một lần, sức mạnh có thể thua Tu La Thần Vương, nhưng đổi lại lực phòng ngự siêu mạnh, có bất tử chi thân và thời gian tinh trí, bản thể chính là huyết hải của thần giới. Và Dịch Phong và Tả Thu Lâm xem Khương Lan có nhớ về trận chiến Thiên Tôn Sơn lần trước không. Hình như không có huyết hải nữ vương. Theo Tần Vũ tính toán kế hoạch, huyết hải nữ vương chắc chắn sẽ đến Thiên Tôn Sơn lấy Thiên Tôn Linh Bảo. Lúc đó Tần Vũ sẽ chỉ mặt cho đám người làm thúc. Trải qua vài tháng sau, Tần Vũ, Tần Đức, Hầu Phí hay rất nhiều người đang có mặt, ai cũng an ủi Tần Vũ không phải lo, do Lập Nhi đang đẻ ở trong phòng. Tần Tư đến xem cha có biết mẹ Lập Nhi đẻ em gái hay em trai, hắn hứa ai đụng đến em mình sẽ bị ăn chọc vào ngay. Tần Tư lấy ra cây phóng lợn cầm trên tay. Lập Nhi đã đẻ con trai đặt tên là Tần Sương. Trải qua 10 năm sau, Tần Vũ và Lập Nhi đang ngồi uống trà. Tần Tư bế theo Tần Sương đi quậy như giặc chạy đến chỗ hai người Tần Vũ. Khương Lập đã dạy con Tần Tư không được mang em Tần Sương đi đánh nhau, do Tần Sương chưa biết bay, mà Tần Sương chỉ là một người bình thường không bá đạo như Tần Tư. Mãi mà Tần Sương chưa độ thần kiếp trở thành hạ cấp thần nhân yếu nhất thần giới. Trải qua một thời gian sau, Tần Vũ đang ngồi một mình. Hắn đã cho linh hồn của mình dung hợp với vũ trụ sáng tạo. Vũ trụ của Tần Vũ được chia làm 3 tầng. Tầng 1 hạ giới hình thành, tầng 2 tiên ma yêu giới sắp hoàn chỉnh còn khoảng 2 năm nữa, tầng 3 thần giới chưa làm. Tần Vũ đã mở mắt đang đợi tin tức về Thiên Tôn Linh Bảo, phụ kiện thứ hai hậu thổ ấn. Ở Thiên Tôn Sơn lúc này, Khương Lan, Tả Thu Lâm, Dịch Phong vẫn đang ngồi chỗ cũ. Tam Thánh Hoàng và rất nhiều thần vương đang có mặt. Chỉ có mỗi Tu La Thần Vương La Phàm thực hiện lời hứa không đến, chỉ qua ngày hôm sau mới được đến. Lúc này Dịch Phong đang nói chuyện với Khương Lan về huyết hải nữ vương chưa thấy. Khương Lan cũng chỉ biết ông cảm nhận huyết hải nữ vương khá giống với người ông từng quen. Người đó coi khai chính là Tiết Vân, từng cùng với Tiêu Diêu Thần Vương kết hợp thành một nhóm để lấy Thiên Tôn Linh Bảo lần trước. Tiêu Diêu Thần Vương lấy được Thiên Tôn Linh Bảo mới trở thành Thiên Tôn, còn Tiết Vân vẫn là Thần Vương ở ẩn. Nhưng Khương Lan không chắc chắn huyết hải nữ vương có phải là Tiết Vân hay không. Ba người Dịch Phong, Khương Lan, Tả Thu Lâm quyết định có cơ hội sẽ tranh nhau lấy hậu thủ ấn phụ kiện thứ hai. Chuyển đến chỗ Khương Phạm, Chu Hoắc, Thân Đồ Diêm ở một chỗ. Khương Phạm đã lên tiếng với hai người Chu Hoắc và Thân Đồ Diêm.
ông cảm nhận được hậu thuẫn sắp được hình thành. Thì ở trong cái nồi đã cho ra hậu thuẫn bắn xuống đất vào một cái ao. Phiên hải nữ vương cải trang không cho Tam Thánh Hoàng nhận ra mình. Tam Thánh Hoàng đã sử dụng không gian kiệt đống, xung quanh không thể thuẫn gì di chuyển. Lúc này rất nhiều thần vương đang sử dụng linh thức tìm hậu thuẫn dưới đất vẫn không thành công. Hồ Thái Đồ đã dùng trận pháp của gia tộc vẫn không tìm thấy. Khương Phạm có đưa ra đề nghị với các thần vương, hay dùng vũ khí đào đất để tìm hậu thuẫn. Một thần vương lấy ra một cây búa đập vào núi được một hố bé tí. Sau đó các thần vương khác đều chọn chỗ để mình đào. Dịch Phong xem Khương Lam có cách nào tìm hậu thuẫn không, hay mọi người hãy đi tách lẻ. Tuy nhiên Khương Lan không cho hai người Dịch Phong và Tả Thu Lâm không cần tìm. Thứ gì thuộc về mình sẽ đến, còn tranh chấp chưa chắc đã được. Đi lẻ tách ra dễ bị đánh chết. Trở lại chỗ Khương Phạm cũng đi tìm, nhưng hai người Thân Đồ Diêm và Chu Hoắc vẫn giữ khoảng cách gần với Khương Phạm. Trải qua một tuần đi đào hậu thuẫn vẫn không thành công, thì một luồng ánh sáng bắn vào chỗ Khương Lan. Khương Lan tung lấy hóa ra đây chính là hậu thuẫn. Khương Lan ra hiệu hai người Dịch Phong và Tả Thu Lâm mau rút khỏi Thiên Tôn Sơn. Các thần vương thấy ba người Khương Lan bỏ chạy đã lùa theo. Áo thôn thần vương của Huyết Yêu Sơn cũng chặn Khương Lan lại, nhưng Khương Lan dọa áo thôn thần vương sợ quá, bèn nhường cho Khương Lan đi. Bốn thần vương Khương Phạm, Chu Hoang, Chu Nhân, Khương Hình đã chặn đường ba người Khương Lan, Dịch Phong, Tả Thu Lâm. Khương Phạm xin nhị đệ Khương Lan hãy đưa cho ông hậu thuẫn. Đương nhiên Khương Lan không đồng ý. Khương Phạm đã lấy ra áo Nguyên Linh Châu, kèm theo một cây phóng lợn trường thương cầm trên tay. Khương Lan nam thu trên tay cầm một thanh đao Hồng Mông Linh Bảo cấp 1. Khương Lan va chạm với Khương Phạm xong, ông cùng với hai người Tả Thu Lâm, Dịch Phong chạy đường vòng khác. Hai người Chu Nhân và Khương Hình không dám ra tay đánh nhau với Lan Thúc. Còn về Khương Phạm bị Khương Lan đánh bay xuống mặt đất chảy máu mồm. Chu Hoắc Phi đến xem Khương Phạm thế nào. Hóa ra Khương Lan Lan Thúc dùng thời gian gia tốc quá nguy hiểm. Khương Phạm trình bày thời Khương Phạm không có Hồng Mông Linh Bảo cấp 1, ông chỉ đánh hoa. Giờ Khương Lan có Hồng Mông Linh Bảo, Khương Phạm không phải là đối thủ. Khương Phạm, Chu Hoắc, Chu Nhân, Khương Hình là lùa theo ba người Khương Lan tiếp. Ở Phù Điêu Tung Đạo, Huyết Hải Ma Nữ đã xuất hiện ở đó chăn. Kể cả một số Thánh Hoàng và Thần Vương có 11 người ở Phù Điêu Thông Đao. Lúc này Hoàng Phủ Lôi Thần Vương không dám đánh nhau nữa. Do Lan Thu trên đường di chuyển đánh bại Hoàng Phủ Lôi. May mà Khương Lan tha cho Hoàng Phủ Lôi. Cảm ơn anh em đã xem video.